mới biết đi xe máy ấy, phải nói ra là đợt đấy là mình ngu. Hôm đấy là bố Hải, bố Đèo anh đi mua cơm thì anh chưa biết đi xe máy đâu, anh chỉ thấy là người ta cứ rồ rồ đi thôi. Thì lúc đấy là bố vẫn để máy nhá, nhưng mà về mo. Thì nói thẳng là mình đợt đấy mình ngu. Mình là một thằng trẻ con, nhưng mà trẻ con đợt đấy kiểu trẻ con kiểu ngu ấy. Đang là xe máy đang ở đấy nhá, đang để mo nhá. Thì có cái cần số ấy, anh dẫm lên cái cần số, anh đu lên ấy, xong anh vít ga, vít căng lên ấy. Nó đấy, thế là một cái quả này nữa thì gọi là quá ngu luôn. Mình còn công nhận là mình ngu, chứ đừng nói là mình kể ra mọi người bảo mình ngu, nó là ngu luôn. Đấy, tôi nhận tôi ngu rồi, thế nên là các bạn đừng comment là tôi ngu, cho tôi ngượng ra. Ấn lên cái cần số 1 nhá. Máy đang để mo, ấn lên cần số 1, xong bắt đầu cầm cái ga vít lên. Bỏ cái cần số ra, uầy. Nó bênh veo vắt lên vào hàng cơm, đổ hết cả lồi phở này, lồi cơm này, xong rồi đổ luôn cả cái bảng cơm ấy. Rồi ăn hai cái vào mặt luôn. Bố Hải đánh hai cái vào mặt luôn. Tôi nói cho các con vợ, ngày xưa tôi bị ăn hòn nhiều lắm. Ngày xưa bố Hải, bố đánh nhiều lắm. Có đợt mà đi chơi cùng Toàn Vẩu về muộn nhá, xong suốt ngày kiểu đi chơi ấy. Toàn Vẩu tí bị ăn đòn mà chạy thật nhanh luôn. Toàn Vẩu còn tí bị ăn đòn mà chạy nhanh. Thế là hôm ấy mình vừa mới về phát là nhà đang ăn cơm, hiểu không? Thế là mình đi vào, vừa vào nhá, ăn quả chửi luôn. Ăn chửi nhá, ăn cả cái bát cơm ở đầu luôn, lém đục. Cầm ra, cầm bát cơm đang cầm, úp phát đầu luôn. Toàn Vẩu chạy thật nhanh luôn mà. Ngày xưa còn có thằng Hà Con nữa cơ. Thằng Hà Con ngày xưa